Xin chào cô chú và các anh chị em nha. Thì bữa nay có bốn anh em đi, thì Minh Tăng với hai chồng Minh Tăng với Quang nha, với Tiến nha. Thì trên đường làm thiện nguyện đó, giấc này cũng bữa nay ăn cơm sớm, bữa nay là 11:30 rồi. Thì mấy anh em ghé vô quán cơm nè, cơm tấm nè, hủ tiếu mì nè, bún cá đầy đủ trơn. Thì Tiến quay chia sẻ cho cuộc sống mấy anh em làm YouTube đó, đi ăn cơm. Ở đây là thịt nướng đó, thịt nướng nha cô chú và anh em. Đây là vợ của Minh Tăng. Chào chị. Chào khán giả của kênh Tiến Vlog. Phải Tiến Vlog không? Cái này Tiến sông nước cho vẻ. Tiến sông nước vui vẻ. Ăn gì đấy Tiến? Ăn cơm chứ gì vậy? Có bún cá hả cô? Có bún cá kìa. Làm bún cá đi. Rồi không ăn cơm nữa, ăn bún cá. Ăn cơm cho lâu đó một chút. Ăn cơm cho lâu đó một chút. Vậy là mấy tô bún cá? Ai ăn? Có ai ăn đâu? Vậy hả? Thì là một... Mấy tô bún cá hả cô? Hai chục ngàn. Không, mấy người ăn bún cá. Mấy dĩa cơm là bốt thử không? Mấy dĩa cơm là bốt hả? Thì là ba dĩa cơm, một bún cá. Ba dĩa cơm, một bún cá. Không ăn cơm muối nha cô. Không ăn cơm muối vào. Đây là bà chủ bán quán cơm. Bà chủ cho bà chủ hôm nay lên hình luôn, lên TV luôn. Bây giờ nước ấy luôn nha. Trời ơi, cho đến cho. Trời ơi. Bà hoài. Nha. Dạ. Cá lóc nha. Cá lóc. Cơm. Thì Tiến mỗi lần ăn thì quay chia sẻ về cuộc sống mấy anh em làm YouTube đó, ăn những gì thì chia sẻ cho cô chú và các anh chị em xem cho biết mấy anh em bữa nay ăn gì đó. Đây thịt nướng. Thịt này thịt gì chị? Đó là chả cá ha. Đó, ở đây có bán bún cá rồi cơm thịt sườn. Bữa nay được ăn cơm sớm nè, mỗi bữa ăn tới 2-3 giờ không đó, mới ăn cơm sáng á. Cực khổ. Bữa nay công việc cũng hơi rảnh rỗi nên ăn cơm sớm nha cô chú và các anh chị em. Đây, là dĩa cơm. Đó, ba anh em ăn cơm, còn chị Minh Tăng thì ăn bún cá. Đây, cá lóc. Quán mình bán mấy giờ hết chị? Qua cửa nướng cửa này nữa là nghỉ ra. Vậy đó ha. Coi như bán nửa buổi à. Nửa buổi là xong. Đây là Quang. Chào Quang. Chào chú. Chào anh. Đây là nay bốn anh em đi quay rồi ghé đây ăn cơm. Quán này cũng mát ha. Tiến cũng mời cô chú và các anh chị em ăn cơm với Tiến nha. Là buổi sáng. Sáng ăn sáng chưa? Hai anh em ăn hai ổ mì. Ăn ổ mì sống qua ngày đoạn tháng. Chị đâu? Chị đâu? Ăn bún. Ăn bún cá. Sao mà đủ phải nói với Tâm là ăn cơm chứ. Như sao đủ. Chứ Tâm nhìn là biết rồi, giống như là ăn buồn quá. Ăn quá. Đưa đèn đi gớt xuống
tiếng dựng gì tiếng đã đủ bốn anh em ăn luôn. Bởi phần bày khó quá ha, chủ đề để đàng hoàng cơm em giờ với bị hết mà. Có người nói có gì đó. Cuối. Đó mới ghét rồi đó.
đang làm ngon lành tự nhiên nó ngon quá. Quỷ vô nhào vô làm cầm giọng cha. Đó. Cái bữa đó là làm vừa chửi xong là tôi vừa thập đạo vô bị chửi luôn. Hôm qua chị giải thích cái vụ ba đặng chị em với bà ba luôn đó, tôi không đợi khỏi thắc mắc. Để tất nhiên vô nói vậy đó, mình lên tiếng mình nói luôn. Cái này là hai tiền vô nói là không có liên quan nữa rồi. Hôm qua chị ngồi chị nói luôn á, cái này là chị em của hai cái người ở dơ, hai người giống nhau, ta đặt địch danh vậy thôi chứ đâu ai nói chị em được thiệt đâu mà lên nó nói vậy phải không? Bà ba đừng nói, bà ba nói vậy, họ giống nhau mà, chị em giống nhau thôi chứ đâu phải chị em được. Tôi nói chị ba rồi, em chưa bấm gì đâu. Nó ở đây nó gần đó, nó quen mà biết bao lâu hả? Mười mấy năm rồi. Mấy năm mà ông vô quay. Tiên cũng kết thúc video rồi nha. Tiên chào cô chú và các anh chị em nè. Chúc cô chú và các anh chị em buổi trưa vui vẻ, vạn hạnh phúc nè. Tiên chào cô chú. Có thương Tiên thì nhớ đăng ký hai kênh Tiên Hồ Tiến TV với Tiến Trong Nước Vui Vẻ.